Thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ có cho cô hai cái icon ở hai bên. Các bạn có những cách làm slider như sau. Cách thứ nhất là các bạn có hai icon hai bên. Để các bạn next thì nó đi tới, các bạn nhấn bên nút bên này thì nó tới, nhấn nút bên này nó lùi. Và đồng thời nó có thể tự động nó nhảy slider, tự động nó lặp. Tự động là lặp thì mình bắt buộc mình phải dùng cái set interval hoặc set timeout bữa trước mình làm rồi. Đó, cho biết là cái ví dụ lần trước là nó có ý nghĩa đó. Tại sao mình lại làm cái ví dụ lần trước, đúng không ạ, bữa trước. Cách thứ hai là các bạn có cái nút ở đây nè. Ví dụ có bốn cái hình thì ở đây có bốn dấu chấm, hiểu không ạ? Nó nhảy dấu chấm nào thì nó hình đấy nó nhảy. Thì hình thứ nhất nhảy thì dấu chấm nó nhảy, hình thứ hai nhảy dấu chấm nó nhảy. Nhưng mà cô sẽ không hướng dẫn làm bằng cái dấu chấm đó. Nó hơi phức tạp một chút. Đấy, cho nên bạn nào mà coi ở đâu đó mà làm dấu chấm như vậy thì chắc chắn cô sẽ hỏi cốt rất kỹ nhá. Bốn cái dấu chấm phía dưới này, thưa các bạn có bốn dấu chấm phía dưới này nè. Được chưa? Cô sẽ hỏi kỹ nha. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn lấy hai cái icon hai bên. Thì các bạn có thể search cái somewhere, cái icon mà dành cho HTML á. Đúng không ạ? Đấy. Đấy chưa? Somewhere hả? Phải không? Phong hả? Phong. Ở xăm phong đúng không? Phong icon nè. Đúng chưa? Ừ. Ok. Rồi, nó có rất nhiều phong. Nó có rất là nhiều phong. Thì các bạn có thể search Arrow left arrow đúng không? Arrow left, arrow left, arrow right. Thử đúng không ạ? Đây. Có arrow, arrow, arrow khác không ạ? Arrow mũi tên nhọn nhọn thì search ra cái gì các bạn nhỉ? Không phải là cái arrow này mà arrow, à dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn thì là cái gì nhỉ? Dấu lớn hơn, dấu nhỏ. Không. Cái nào cũng phải nhúng bootstrap thì cũng phải nhúng bootstrap thôi. Bootstrap thì cũng phải có bootstrap. Gritter. Dan, đúng không? Đấy, gritter. Có phải mấy cái mũi tên này đúng không? Rồi, gritter, litter đúng không? Litter Dan. Ok. Là dấu này đúng không? Dấu mũi tên này nè. Ok. Vậy là mình sẽ nhúng cái này đúng không ạ? Nó có cái get started đúng không? Có thể download được luôn nha. Download SVG file nè. Được luôn. Ừ. Image. Ok. Rồi, có cái little gian nữa. Ơi. Nó là gì ta? Let. Let. Tờ. Là thằng này. Hình như cái mũi tên. Thôi lấy đại đi. Rồi, down luôn. Không, các bạn dùng cái gì cũng được, đâu quan trọng nhá. Nó cái hình cũng được luôn. Rồi các bạn để cho cô ở trong này nè. Quan trọng nhất là chỗ này nè. Cái hình không quan trọng, mà quan trọng nhất là lúc các bạn code nè. Trong cái div này nè, trong img này, trong cái div này nè, các bạn để cho cô hai cái hình vào đó. Cái lớn hơn, nhỏ hơn. Vậy bây giờ mình sẽ list thời gian trước. Ok. Đúng không? Rồi, còn một cái hình nữa. Rồi, grid thời gian nè. Okay. Đó. Ok.
cái mũi tên đâu mà, ôi giời đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, thứ nhất là các bạn thu nhỏ nó lại, được chưa? Thu nhỏ nó lại. Vậy là mình để cho nó là class my icon đi ha. Đó, thế thôi, đặt cho nó hai cái icon. Hoặc là slider icon. Icon slider. Đấy. Ok. Rồi, các bạn đặt là chấm icon slider width. Các bạn để khoảng 50 pixel hay 50 pixel nhé. Đấy, là ok. Không, cũng được rồi, bừ bừ bấm cho nó dễ. Được chưa? Ổn chưa? Rồi, quan trọng nhất bây giờ các bạn position cho nó vào đúng cái vị trí đó. Được chưa? Rồi, có một cách như sau. Cô sẽ để position cho anh này cái left và cái right. Các bạn lưu ý nè, các bạn để cho cô cái left và cái right. Đấy, các bạn có một cái set S, xong các bạn next cách một cái một set S khác, một cái rule khác, cái class khác thì nó vẫn hiểu nha, nó hiểu áp dụng hai cái, được chưa? Có hai cái rule, hai cái quy tắc và áp dụng bằng cách các bạn cách một cái. Ok chưa? Bằng cách này các bạn có thể áp dụng được nhiều quy tắc. Ok. Vậy là nếu mà left thì các bạn để cho cô là position của nó là absolute top khoảng lấy 4 500 chia 2 là mấy, 250 chia cho 25 là còn nhiêu, 250 chia cho 25 là còn 225 đúng không, 225 pixel. Top left các bạn để cho cô là khoảng 10 pixel. Để cô định vị cái vị trí của cái top và cái left, và các bạn thấy nó nhảy ra đây đúng không ạ? Đây. Có đúng không ạ? Không đúng. Nó không giữa tấm ảnh và nó không thụt 10 pixel so với tấm ảnh, mà nó thụt 10 pixel so với gì ạ? So với cái viền. Bây giờ các bạn có một cách rất đơn giản thôi. Các bạn để bao cái inner, cái bao nó này, cái deep bao nó, các bạn để cho cô relative, position relative là xong. Vậy thì cái trong inner này nè, các bạn chỉ để cho cân, để cho cô là cái position relative là xong. Vậy nghe nó rất là lạ đúng không? Cô giải thích nha. Cái absolute là tuyệt đối. Tuyệt đối. Vị trí tuyệt đối thì nó, nếu vị trí tuyệt đối thì nó sẽ so, nếu các bạn không bao nó, không nói gì thì nó sẽ lấy cái vị trí tuyệt đối, nó sẽ lấy vị trí tuyệt đối của cái body, hiểu không ạ? Nó sẽ cách 225 so với cái body và cách 10 pixel bên trái left so với cái body. Tuy nhiên nếu như cái bao, cái deep, cái thẻ bao của cái anh này nè, của cái anh các bạn đang position á, để relative hoặc absolute thì anh này nó sẽ absolute theo cái bao nó. Có nghĩa là nó cách cái thẻ N của mình là 225 chứ không phải là cách cái body. Hiểu không ạ? Đó là cách để các bạn phải hiểu cái position, các bạn phải hiểu thẻ, các bạn mới định vị đúng được. Các bạn thấy cô định vị rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Và anh này muốn định vị bên này thì cũng thế thôi, chỉ khác cái left bằng cái right, đơn giản vậy thôi. Ok không ạ? Đấy, thì đó là cách các bạn làm. Biết thì các bạn xác định rất là nhanh luôn. Thay left này bằng right là được rồi. Ok. Thay cái này bằng gì ạ? Right. Đây nè. Ê, nó tối quá không thấy luôn. Mình có đổi màu cho nó được không ta?
lúc mình đao về mình phải đổi đúng không? Cô đao ở đâu ta? Không phải cái này, cô tắt rồi. Ê, sao cô tắt nhanh vậy? Phone hả? Đấy đúng không? Đâu phải cái này đâu. Icon đây đúng không? Cô search cái này là let then letter then hả? Viết chữ sai. Lit. Đây. Lúc mà đao về là cô đổi màu à? Màu gì? Màu trắng hả? Màu hồng cho dễ thấy à? Màu hồng còn ghê nữa. Màu gì mấy đứa? Trắng hả? Okay. Có đứa màu xanh lá là tôi thấy nghi nghi rồi đó. 255, 255 nè. Hay không? Ok. Ồ, trắng bóc luôn. Dã man thật. Why? Ok. Còn rich. Why ha? Rồi cô thử đổi màu why nhìn nó ổn hơn rồi. White. Ok. Rồi. Rồi các bạn chạy thử. Ấy chưa lưu à? Lưu rồi mà ta. Chữ Y cô mắc cười vậy? Cô gõ nhầm à? Ấy điên nhỉ. Làm lại thôi. Chữ Y có viết sai à? Greater than. Little than. Đúng rồi mà ta. Đúng rồi mà ta. Ủa sao không đổi ta? Ê tức kìa. Chạy lại nha. Cô đao về rồi mà. Chạy lại file thử nha. Ê nóng chạy mấy đứa ạ, à, sao á? Có chỗ nào không ta? Tôi đổi mà, cô đổi mà. Ờ à, xóa hả? Sao phải xóa nhỉ? Cái quai thử chạy cái quai nha. À cái quai nó vẫn màu đen tức nhỉ? Tại sao nó vẫn màu đen ạ? Đúng nè. Tức nhờ. Nó bị gì ta? Đổi màu rõ ràng mà. Color FFF side color. Tức nhỉ. Color nè. Animate không có icon family nè. Có quay không? Không nè. Size icon nè. Icon wizard là cái gì đây? Cách tạo nó phải trả tiền đó. Get started là cái gì cả?
Rồi. Hướng dẫn các bạn làm. Ad phông, ad các thứ. Đúng rồi. Cái này là nhúng. Thôi. Mất thời gian quá à? Thôi. Để đài màu đen đi. Ok. Rồi. Khi đơn trỏ vào thì cô hover cái cho nó vui. Để các bạn ấy nhá. Left hover nè. Chấm left hover. Các bạn đơn trỏ vào cái nữa. Là cái gì ạ? Bốc xa đầu đi ha. Bốc xa đầu 005 pixel gray hả? White hả? Rồi. Đều nhỉ? Cũng được. Được không? Vậy. Vậy. Chấm right. Hai chấm hover. Đấy. Đều nhỉ? Có màu khác có đẹp đẹp hơn không? Màu gì phản, tương phản màu này? Màu trắng. Màu xanh lá hả? Green. Không đường phản luôn. Xanh dương hả? Cũng vậy à? Ờ, rồi ok. Ok nó đi. Rồi, bây giờ nha, tiếp nè. Rồi, bây giờ mình hơi mất thời gian cái này, kệ nó đi. Bây giờ cô bấm next thì nó nhảy sang hình tiếp theo. Các bạn đang có một hình thôi. Bây giờ thế này, các bạn sẽ không quan tâm nó có bao nhiêu hình. Các bạn có tổng là 4 hình đúng không? Vậy thì các bạn bây giờ cô sẽ tạo một cái set res là slider ha. New file nè. Slider.js nha. Cô nhúng cái slider vào đây. Rồi, cô gọi nó vào cuối này đi ha. Script đi ha. Chấm sẹt JS slider nha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nè. À, để làm được cái slider này, trước tiên là các bạn phải nghĩ ngay tới cái việc là các bạn phải đổi cái hình. Từ một hình này tôi phải đổi sang một hình khác. Đúng không? Trước tiên là tôi sẽ làm cái hàm gọi là hàm next. Hàm next. Hàm này để cái này là cô để là cái next nha. Cái này cô để là previous, được chưa? Cô sẽ tạo hàm next và cô gọi vào đây. Đồng ý không ạ? À, vậy là ở đây cô sẽ có trong cái icon drive, cô sẽ để một cái enter xuống dòng nha. Cô sẽ để một cái sự kiện là on click. On click. Cô làm cái sự kiện gắn vào đây để các bạn hình dung cho dễ nha. Cô không dùng quá nhiều cái JavaScript. Các bạn cứ add event listener các thứ. Cô không đưa quá nhiều vào để các bạn rối. Thì các bạn phải hiểu nha. Các bạn phải hiểu nhá. On click là một cái sự kiện. Và bây giờ tôi viết một cái hàm để tôi gọi là xử lý cái sự kiện đấy. Mình gọi là event handle. Ok không ạ? Vậy cái này cô sẽ để là cái hàm fnext function next. Ok chưa? Và khi tôi viết hàm function next đây thì ở đây cô sẽ xử lý viết hàm ở đây. Các bạn viết một cái hàm bên này, function đơn giản thôi nhá. Đấy, các bạn quan tâm cái việc là tư duy nó tường minh là được nhá. Vậy là mỗi lần tôi next nó sẽ đổi một hình. Được không chưa? Giả sử tôi next một cái, bây giờ tôi đổi cái hình này sang một cái hình khác. Thì lưu ý nè. Thứ nhất là cô phải bắt được cái slider này. Vậy thì class này chỉ có một mình anh là slider, cho nên tôi để lấy nó thì tôi dùng cái query selector được không ạ? Được không? Được nha. Vậy là cô sẽ để cái biến này ra ngoài cùng. Cô đặt là và my slider gán bằng document.query selector. Một selector thôi.
Cái này các bạn là chấm img slider, phải có dấu chấm đấy nha. Chấm img slider. Ok, sao nó cảm giác nó tụt tụt đấy nhỉ. Ok. Đấy, có phải bắt được anh này. Được chưa? Ok không ạ? Rồi, bây giờ cô chỉ cần cô lấy cái my slider này chấm scr srk gán bằng cái đường dẫn một cái hình khác thôi các bạn nhé. Đây, cô sẽ lấy img cái này. Ok. Cô đổi xong cái hình khác. Đây, cô lấy đỡ một hình này đi. Rồi, cô đăng hình này nhá. Nhìn nhìn có vẻ nhìn đẹp ha. Tôi nách cái. Nó gọi hình khác từ từ. My slider. Ờ, cô chưa lưu nè. Rồi, chạy lại nè. Nách cái nè. Nhảy hình khác chưa? Đó, nách cái nữa không nhảy nữa. Tại vì tôi chỉ nhảy được một hình thôi. Ok, chạy lại nhé. Đây. Tôi nick một cái, nó sẽ nhảy hình khác. Được chưa? Vậy là hàm nick là giúp tôi nhảy tới các hình khác. Nhưng mà hiện tại tôi nhảy được một hình thôi. Ok chưa? Bây giờ tôi có nhiều hình thì làm sao? Có bạn nào có? Cho vào một cái mảng. À, có thể cho vào một cái mảng. Sau để làm gì nữa ạ? Sau đó thì em sẽ sử dụng vòng lặp để em chạy số tự của ví dụ có 10 thành phần ở trong máy từ 1 đến 10. À, ok. Nhưng mà cứ mỗi lần tôi next nó nhảy một cái thì có cần vòng lặp không? Ý là em tính lại lần từ đầu. Rồi, ok. Rồi, ý tưởng của Hiếu là cho vào mảng đúng không? Vậy tôi sẽ theo là tôi sẽ để danh sách các cái hình này cho vào mảng đúng không ạ? Nhá, tên hình thôi. Vậy tôi sẽ tạo một cái mảng constant. À, array img gán bằng mảng nhá. Rồi, mảng thì các bạn biết nó là chuỗi thì cô chỉ cần để tên hình thôi, cô không cần nhất thiết phải để cả cái chữ img. Đây là hình thứ nhất. Đúng chưa? Đây là hình thứ hai. Đấy. Rồi tiếp hình thứ 3. Hình thứ 4. Rồi các bạn lấy tên hình để vào. Đấy đúng không? Hình thứ nhất nè. Hình thứ 2 nè. Đúng chưa? Hình thứ 3. Ok, cô copy cho dễ, cô khỏi vào kia cô copy thôi. Đấy. Tiếp tục hình nữa nha. Hình này đúng không? 4, 7 đây hình này. Hình này tiếp đúng không? Ctrl C. Rồi các bạn có 4 hình. Ok, có 4 hình. Thì giả sử đầu tiên nó sẽ là chạy cái hình đầu. Ok không? Chạy cái hình đầu tiên là hình này đi ha. Nike này đi. Đây. Nike này đi, do it. Đấy, đầu tiên giả sử nó chạy cái hình này. Xong mỗi lần next nó sẽ next tiếp các cái hình tiếp theo. Được chưa? Bây giờ các bạn thử được không nhá. Thì cô sẽ gán một cái biến đầu tiên. Phần tử đầu tiên sẽ là số 0 đúng không các bạn? Cô sẽ gán là cái current index. Cô sẽ gán bằng 0. Hiện tại là nó đang ở vị trí số 0. Mỗi lần next tôi sẽ đổi vị trí này là current index. Tôi sẽ cộng lên 1. Tăng lên 1. Đúng không? Và cái phần tử của cô này, tôi sẽ duyệt cái mảng đúng không các bạn? Cái này nó sẽ lấy cái mảng gì ạ? Có phải là lấy array đúng không?
Rồi, chỉ số là gì ạ? Core index. Đúng chưa? Hợp lý không? Tức là sao ạ? Mỗi lần tôi next cái nó lại chạy index này thay đổi thì tôi thì duyệt cái chỉ số này nè. Index bằng 0 thì phải là nó sẽ là cái dòng đầu tiên, cái hình đầu. Index bằng 1 nó hình thứ hai, index bằng 3 hình thứ tư, index bằng 1 2 và cái này sẽ là index bằng 3. Đúng không? Ok chưa? Rồi. Thử nhá. Next cái nữa. Đúng chưa? Next cái nữa. Chuẩn chưa? Rồi next cái nữa. Sao ạ? À đúng rồi, index đang lớn hơn 3. Đúng không? Index lớn hơn 3 thì sao? Thì sao? Quay lại gì? Đúng rồi. If gì ạ? Current index lớn hơn 3 thì current index gán bằng 0. Các bạn có thể nhìn thấy giống cái bài từ nhảy từ 1, 2, 3, 4 đến 10 của mình không? Không khác một cái gì. Thực ra là tôi đang cho số nhảy như vậy. Và số đấy đang đại diện cho cái index của mình. Đúng không? Cái số từ từ 1 đến 10 khi mình từ 0 đến 10 mình cho các bạn chạy đó. Có phải là đại diện cho index của mình không? Bài toán không khác một cái gì. Được chưa? Không khác một cái gì. Rồi. Chạy. 1 2 3. Quay về 1. Rồi. Bây giờ cho nó tự lập coi bạn nào mạnh dạn cho nó tự lập qua cái bài khi nãy các bạn vừa làm. Mạnh dạn tự lập cho tôi cái coi. Bạn nào ạ? Rồi, đọc em. Hôm nay cộng điểm cho Hiếu. Cộng điểm cho Phương. Đọc con. Ok. Tiếp. Đọc đi, quá dễ. Function gì đọc luôn? À. Function star. Start. Rồi gì nữa con? Ai làm được khác Hiếu rồi sao mà cũng được interval cũng được này tên gì hả sao ông được cộng điểm hoa vậy được tân bữa trước cũng được cộng này ok good set interval gì đúng rồi phải là f next nha sao nữa con sao nữa cho nó chạy thì gọi nó thôi f start thôi quá dễ cho nó chạy thì gọi nó thôi cái này mới là gọi nè còn cái này chỉ là định nghĩa của hàm thôi cái function này là một định nghĩa của hàm nó thực sự gọi khi nào ạ nó thực sự chạy khi gọi nó ok từ chạy chưa rồi ok
Không sao nha Hiếu, đôi khi quên là chuyện bình thường nhá, nhưng vẫn cộng điểm. Các bạn cứ xung phong, các bạn phát biểu sai không sao cả, các bạn xung phong phát biểu, các bạn đóng góp trong lớp là được cộng rồi, hiểu chưa Huy? Bởi vậy ông muốn người ta tin tưởng ông, ông phải thể hiện ra để người ta biết, nghe chưa? Chứ không tôi bữa sau tôi bắt ông lên cốt đó. Cưới gì? Rồi Phong đang làm gì vậy con? Con có gõ kịp không? Hỏi cô gõ kịp không thôi, làm gì căng dữ vậy? Được chưa? Cả lớp không ai kịp đâu, cô hỏi cho chơi vậy thôi. Rồi tiếp nha. Vậy là các bạn được cái hàm next. Còn hàm previous thì sao? Đấy, khi các bạn bấm next cái nữa thì cái set interval các bạn có thể clear cho nó đừng có nhảy nữa, nếu các bạn muốn next đúng không? Đấy, hoặc là hay lắm, đưa trỏ vào cái lập tức nó dừng. Nhớ không? Đưa trỏ vào cái nó dừng. Ok không ạ? Làm được không? Được. Yeah. Làm nhé. Để 1000 nhanh quá, nó chạy chóng mặt quá, để 2000 đi mấy đứa. Rồi. Đưa trỏ vào thì nó dừng. Thì làm sao? Hoặc là cô chỉ nhé. Bữa trước cô đã chỉ các bạn va tê chứ nhỉ? Tham chứ nhỉ? Và tê gắn bằng chứ nhỉ? Vậy thôi. Về quy tắc làm giống nhau. Rồi bây giờ nhé. Khi đưa trỏ vào có phải là các bạn phải hover vào cái hình này không? Hover vào cái hình, các bạn lấy cái hình nè. My slider nè. Đúng chưa? Ok. My slider chấm at event listener, đúng không? Viết đây cũng được hoặc viết ngoài kia cũng được. Viết cái on mouse over được không? Đơn trỏ lên đối tượng là on mouse over chứ còn gì nữa, đúng không? Đúng không? At event listener mouse over, đúng chưa? Phải viết một cái function vào đấy, đúng chưa? Có phải là clear interval t không? Hợp lý không? Chạy nha. Rồi nó clear mất rồi mấy đứa ơi. Chạy. Đơn trỏ ra thì nó phải chạy lại nhá. Rồi. Đơn trỏ vô nè. Dừng chưa? Dừng. Để 1000 nhìn cho rõ nha. Chạy lại nè. Đang chạy pang 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 như vậy đúng không? Đơn trỏ vô nè. Dừng chưa? Đưa ra là mouse out. Mouse out. Thì gọi là cái gì? Gọi là start chứ. Mouse out thì phải gọi là cái hàm start chứ. Out thì gọi đừng clear, đâu clear. Cái này set, cái này mới clear. Thì mình gọi lại đúng cái hàm start thôi. Đơn giản. Gọi là chính cái hàm start để nó khởi động lại. Dừng. Ra. Ổn chưa? Ngon chưa? Có mấy dòng code các bạn? Thực ra các bạn nhìn đi, từ nãy giờ có mấy dòng code à? Rồi có một cái thú vị chỉ cho nào. Khi đưa con trỏ lên đối tượng thì nó có cái hình bàn tay. Cursor. Cursor gì? Đúng, pointer, chính xác. My slider chấm style băng à chấm cursor. Đọc cursor không đọc cursor nha. Bằng pointer cursor. Úi giời ơi. Thấy bàn tay chưa? Chạy pack 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 rồi đưa tay vô. Làm như là mình click chuột đấy, hiểu không? Giống như mình đưa trỏ vô để click chuột đấy. Đấy, đưa ra. Chạy tiếp, đưa trỏ vào. Ok chưa? Đưa ra. Trời ơi, quá dễ. Muốn thay đổi cái tính gì thì mình cứ để nó sau. Đúng rồi.
Chính xác. Muốn trang season, muốn làm gì ở trên đấy đều để sau chấm style. Style chấm trang season bằng cái gì đó, một giây gì đó, linear, layout linear gì đó đưa vào. Hiểu không, hiểu không? Ok không, ok không? Hả? À, đề chuột vô kéo hả? Search đi, lên mạng search đi. Nói đùa. Thì mình coi nó bấm sự kiện gì? Không? Scroll là cuộn. Còn nắm mà kéo gọi là drag and drop, kéo thả. Drag, the drag á, D-R-A-G, drag and drop, drop, D-R-O-P. Cái đấy cũng là một hai gọi là drag and drop, đúng không? Tức là các bạn phải phải bắt đúng sự kiện. Còn cái mà scroll là cuộn, cuộn đấy thì các bạn làm cái khi nãy mình làm đó, cái mình show cho các bạn coi đó, là cuộn cái nó đổi background, nó đổi gì đó, nó fix lại đó, là các bạn làm được hết. Thấy không ạ? Hả? Cái gì? Rồi, cô dừng nha. Stop.